ở đằng ngay lối vào của chúng ta. Và chúng tôi xin mời các anh chị đã có cái sầu đám cưới thế này, hãy cùng nhất của họ cùng dừng để cùng chờ đón họ sân khấu các bạn. Hãy chào đón chờ đón và cùng nhau đang chỉ lên của sân khấu chúng ta của chúng tôi thưa quý vị là chủ đề lấy mình. Em cảm ơn anh và
Và bây giờ khi họ đã sẵn sàng để về một nhà chính thức trước sự chúc phúc của tất cả quý vị, thì chắc chắn một điều họ sẽ trao cho nhau chiếc nhẫn. Và đây là một trong những linh ước của mình. Mỗi khi mình hay trên giơ ngón tay lên và thấy trên tay của mình đang có một chiếc nhẫn thì biết rằng là ở nhà luôn có một người đợi mình, luôn có một người yêu thương mình và sẵn sàng đến mình nhận.